Đây là vào tháp. Đà Lạt Tà. Đà Tà La. Hello, hello. Chúng ta vừa đi ngắm cảnh mà đồng thời là vừa đi trú mưa luôn. Nắng mưa chứ. Một chút nữa ướt. Hết mưa rồi mi. Đi mua cây dù được rồi. Không, mà gì? Đi mua cây dù không? Mọi người đi bộ hay là đi hả? Ở đây có hai cách lựa chọn, một là nhảy dù, hai là đi xe trượt, ba là bay. Bay tự do. Là lộn từ trên xuống dưới. Tính đi bằng gì? Cao 1m4 xuống dưới 18 trượt. Lên đi chạy cho nó bớt cái bụng nữa. Thôi em nha. Nó bỏ đi, nó bỏ đi. Rồi đi bộ đi. Đi đi đâu nó đi. Đi đâu nó đi. Đâu vô đâu vô đâu rồi đi đi mua cây dù. Đừng mấy ngàn. Rồi hỏi cây nhiều đi lắm vậy. Ô một cây trắng trời ơi. Hả? Thôi, không có gì để đi với con em bây giờ. Thôi, có gì đâu mà. Đi cẩn thận đó con. Thôi, thôi nghe đi. 50 mét cái trường đi đâu. Anh. Hay một cái mưa, một cái vụ. Để hỏi đây, hỏi cái gì? Hỏi em cái vụ trắng này nhiêu à? Này nè. Đưa em 50. Đừng trợn anh, ngoài dù ở ngoài mà chợ đêm á là cái cán này nó có tí xi gì thôi nè. Nó là dù loại 3. Tụi em bán không có lần đâu. Bán hàng dù loại 3. Thôi bán cho anh luôn đi em. Để ra luôn giùm anh đi. Rồi. Alo, alo. Alo. Này giống như đi mùa đông. Mùa đông vậy. Này đi bao xa mới tới dưới nhỉ? Này đang chọc. Mặn áo mưa gió. Nó giờ mặc áo mưa vô vậy? Mặc áo mưa vô đi. Dù rồi. Dù không có che hết hai người đâu. Hiểu không? Che không hết hai người. Cầm đang tính che cái này nè. Chút nó cầm quay cho dễ. Hả? Không sợ. Mặc áo mưa vô. Mặc áo mưa vô một. Ướt từ từ. Ướt từ từ, ướt hết nè. Ê.
gì? Mang dép tới chút nữa mệt thôi chứ có gì đâu. Kêu mang dép lào thì không chịu. Đi sao đi vợ? Đi sao đi sao đi sao? Tại đi trước nãy quay mới được. Kêu mặt có mưa vô đi trời. Kêu mặt vô không mặt nói hoài cũng nghe chán, mặc vô bộ xấu ra thì sao? Rồi sao ở đây người ta quay? Phía trên là khu vực được chờ cái xe máng xuống. Nè. Đây là cái cảnh. Đây là khu vực ở phía trên.
Rồi chưa xin đến nơi sang lên rồi. Một sông thương thấy đâu ta. Mà đi băng môn tạng là gì hả ta? Mẹ ơi. Đây là phía dưới thác. Nói chung là cái thác này cũng không có gì là xa lắm, đi bộ một tí thôi. Một tí là tới rồi. Chúng ta nếu mà đi không được bộ chúng ta có thể đi bằng cách trượt thang máy. Đây có những cái đồ để bán lưu niệm. Rồi. Qua kia rồi, qua kia rồi. Dạ đứng ở đó đây, làm được cho. Khu vực sống ảo, khu vực sống ảo. Rất là nhiều người sống ảo hả? Mà áo mưa vô cho nó đừng có ướt. Thế nha. Cái nước này nó không trắng bằng ở bên Phú Quốc thôi. Nó dằn khè à. Hồi Tết Tây á, hồi Tết Tây là nước nó trong luôn. Trong quốc luôn phải không? Đúng rồi. Vậy là giờ này là mùa mưa rồi. Bùn đất nó theo. Ủa cái đó mình đi đâu vậy? Ủa rồi cuối cùng là mình đi đường nào? Cái này thì mình đi bộ. Là mình đi lên đường hồi nãy đó hả? Ủa không, bây giờ là mình đi đường này là đi xuống đâu? Ủa,
chụp nhanh quá. 23 ok, không biết có 23 là ok, 23 là ok liền à. Ở đây người ta chụp bằng ống kính manual, có nghĩa là ống kính lấy nét tay đó. Em cầm như là quay luôn hay là chụp thôi để chụp thôi? Cái này là quay, quay luôn, đang quay. Wow, đẹp quá đẹp quá. Hình hình hình. Đây là khu vực khác. Đẹp quá, đẹp quá. Thang máy đi cái kia kìa. Không biết giờ hết giờ chưa. Thang máy đâu hoạt động đâu. Cái đèn cũng nó lại đi mạo hiểm á. Không. Mua vé mới cơ. Đó, tôi để nó đi xuống. Đúng rồi, đi xuống tầng dưới á. Ai? Đang quay đó chị ơi. Quay quá xong mày ha. Dạ. Một clip. Mình đi đường nào lên đây? Có lửa đạn kìa. Mà coi làm gì? Wow. Tìm được rồi. Ủa rồi Lâm, đi đâu đây trời? Áo mưa, cái dù, che, xích vô. Không sao đâu. Còn ông đứng xa xa ra, không sao đâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mình lên đường này là lên bán chuột đó hả? Đi bộ. Đi bộ. Thôi đi bộ lên trển đi. Em đi khỏe lắm. Em đi bộ không hả? Dạ. Dạ đi ấy đi. Đi bộ, đi bộ. Đi bộ chút mình. Đi dọc đường chút mình. Đi. Ủa là đi đường nào lên? Đi đường này thẳng lên được nè, phải không? Đường này thẳng lên được phải không? Đây đây đây. Cái này là dốc đứng á. Dốc đứng lên không? Đứng và đi gần hơn. Đi gần hơn. Chính xác. Đi. Lẹ lên vợ. Dốc đứng. Hả? Không lạc đâu, mình đi lên đường đó mà. Từ từ. Dạ đi đi qua. Này dạ đi sau lưng chồng nè. Con chút bà có gì đâu. Hả? Đi lên đó, đang đi lên đó. Mấy chị ấy đi máng chợt hả? Rồi. Cái này mà phải đi bằng cái đường kia. Đi bằng cái đường kia rồi sao mấy chị đó đi nổi trời? Đi An Giang với mình đó. Thôi nãy đi xuống có mệt đi lên đúng rồi. Có gì đâu trời ơi, có nhiêu đâu, bạc thang đâu. Đi vậy về mấy ăn cơm được. Ủa còn chút nữa mình đi đâu ạ? Trời cái này có gì đâu mà khổ cực gì đâu trời. Đúng là chẳng đi tập thể dục. Phải không? Mưa hả? Mưa ầm ầm đó. Đây. Dạ. Mưa dữ lắm luôn á. Mệt. Đi. Lên nữa qua. Đây có đường đi xuống. Còn cái tháp cuối cùng mình không có xuống được. Đi lên là đi rồi. Lên luôn đi, mình đi tới đây rồi. À mấy người đi du lịch mạo hiểm. Chỉ là nhảy xuống dưới thôi nè, có gì đâu. Nói với chồng thấy cái đó bình thường mà. Không có gì là dữ hết. Đi trước này đừng dính. Lên xe đi trời. Cái đó chồng lại. Đúng rồi. Chúng tới 10 giờ rưỡi là tới từ từ rồi đi. À, vui chứ bỏ. Đây nãy là vừa kẹt kẹt cũng rất vui. Mẹ bà chứ ông ơi chạy chứ không có chạy đâu. Ông già dạ, ông già đâu có chạy đâu. Già lắm. Già mà chơi 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 em biết không? Đó là. Đó là bà. Để lên ướt. Cô đi nhiều đây nào cũng mệt nữa. Yếu quá đi à. Mua cái dù đi. Cái dù cái em mua thêm cái dù nữa vậy. Chỉ hai cây gì. Gì bỏ. Nhớ đi cái dù 50.000. Thôi. Được đi xuống nó. Cái này đi lên đúng rồi. Hả? Thở ra khói luôn nè. Mẹ ơi. Em thở ra khói luôn nè. Nha. Đi xe cái trượt lên đó. Đúng rồi. Nè đang khói luôn nè. Cái này leo đi. Cái này leo bộ lên. Cái này đi bộ lên. Thấy chưa? Trời ơi, nãy kêu chơi xuống không chịu. Đi lên đi bộ. Rồi lên.
Bây giờ đi xuống thì không đi lên nữa, không mệt nữa. Kìa kìa, gia đình nó lên nữa kìa. Đâu? Kìa, đi xuống đặng lên bằng thác trượt mới chịu. Trời ra khói luôn. Nè, đi qua đây, qua bên thôi. Đi ăn trước nè. Khói kìa, đã rồi. Du lịch này có bộ vui à. Khói này chăng? Khói. Trà khói luôn. Đau. Đau bụng. Thôi yeah, ok. Dạ, có cái fly ra đi thôi. Một week. Khói chụp hình thấy không? Chậm lắm mới thấy. Trời, mưa gió vậy chậm chụp cái gì? Điện thoại nè. Thôi, cầm hai tay, hai bên rồi. Mới móp là phải chuẩn bị là dù, áo mưa. Có gì nữa? Cái tù trước nó đi cơ mưa có một buổi à. Này chắc mua miền ngải luôn. Cái này mưa. Mưa bão. Trời, hết rồi đó. Hết tới chỗ luôn rồi. Cái gì? Ở chụp hình đâu? Thì chụp đây nè, đang đứng nè. Cho ta lên nữa kìa. Không có thấy sói đâu. Thôi mình lên. Mình giết ra phòng cây. Có sói rồi. Có sói rồi. Đi chưa? Thấy gì đâu. Trời thì mưa. Đang thử á, tụi nó đang thử. Ha 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 ha
cũng là đi xa cho biết thôi, chứ thật ra nó cũng không có gì là giống như cái tháp của Phú Quốc mình đi nha. Phú Quốc đi gấp nhỏ hơn này mà 3 lần cái này, độ dài á. Nhưng mà nó không có cái gì mình tắm được, cái này sao nhau cũng tắm. Thì đúng rồi. Tưởng đâu đi nó xa cực kỳ. Kìa đó, khói đó, khói đó. Khói đâu vậy? Khói đó, khói bay trên nè, nè nhóc nè. Là nè, đất, đất. Đất, ở ngoài nó đi vô. Thấy không? Thấy khói không? Nó nó bay là đó. Thấy không? Đây trên trục truyền thông đi. Hả? Dễ khói vậy? Nó khói nhóc. Đâu trái thông đâu có thấy đâu trời. Trái nào đâu. Dễ khói vậy? Qua kia, qua kia. Qua đây nè. Qua đây nè. Qua đây đi, đừng cho nó dính bụi cây. Mưa. Để lên cao lên. Thêm một cây đi mà. Gì? Được, là 50 mét à, đơn vị nó có trụ hành tự động. Đi dày, mặc gáy đi dày. Biết chụp hình tự động làm gì không giờ? Coi số lượng người vô. Có đâu, cái đó là cũng là một cách để mà có cái gì xảy ra người ta biết người nào có đi rồi. Đúng không? Alo chú Trọng à? Dạ vâng, cháu nào mà? Lên. Lên hả? Lên chứ đâu. Chứ giờ lên đâu? Đi kiếm chỗ nào chụp hình á. Mấy giờ à? Cũng có xem được vậy. Trời ơi. 10 giờ. 10 giờ mấy mới tới? 10 giờ rưỡi. Được, 30 phút. Kìa, chị ấy tới rồi kìa. Người ta đi bộ, người ta lên tới rồi nè. Thở không? Đang còn thở không? Cảm giác luôn á. Dạ sao? Dạ mồ hôi. Trải nghiệm cảm giác thở cho mọi người. Đi ngang không á. Thở cho bài. Bài về đi làm rồi. Mày đi hai lần gấp gấp chục tao nói tao đi có tí xíu rồi sao nhỉ? Nóng ngực quá, ăn một kèm ăn đi. Trời trời. Tập. Bố đang mua nhà hả? Bố mở. Ba ơi. Ba. Em với nó lội, em nói đi Hà Nội, em nói đi Hà Nội rồi. Hà Nội. Đi Hà Nội. Xích vô beo. Trời ơi, cái dù này không có tác dụng gì hết. Cái sừng này che mưa được mà, ảo gì trời. Không có nghĩa nó che được người. À, hai người, ba người. Đi ra ngoài chợ mua ít giá. Đi rồi mới nãy nè lớn. Trời ơi, có lần mà che dạ mẹ. Dạ, vô luôn con, vô luôn. À, vô với chú luôn kìa, đó. Dạ. Rồi em đi lên vô. Đi đi, đi đi. Dạ, vô đây chụp cái này rồi. Chụp gì? Cho nó đẹp.
Rừng thông, ở phía sau là rừng thông. Giờ người ta chụp thấy được rồi.